Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tuần số 21, luyện tập về phép cộng các số trong phạm vi là 10.000, phép trừ các số trong phạm vi 10.000, và chúng ta sẽ tìm hiểu là tháng, năm, sách bài tập phát triển năng lực môn toán lớp 3. Các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa thầy đã làm đầy đủ chi tiết vở bài tập tập 1, tập 2, phiếu bài tập từ tuần số 1 đến tuần 35, vở luyện toán tập 1, tập 2, thực hành môn toán tập 1, tập 2, tất cả đều có trên kênh rồi nha. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 12 để chúng ta cùng vào cái bài học hôm nay. Rồi chúng ta sẽ đến với cái phần thứ nhất là tái hiện củng cố nè. Chúng ta sẽ thực hiện việc là tính nhẩm trong cái phạm vi là gì? 10.000 đúng không? Vậy ở đây chúng ta thấy nè, 2.000 nè, cộng với 3.000 nè. Vậy thì các em chỉ cần nhẩm cái gì đây? Đây đều là hàng gì? Hàng nghìn hết, chúng ta chỉ cần nhẩm hàng nghìn nè. Tức là 2 cộng với 3, nghĩa là 2.000 cộng với 3.000 thì sẽ là 5 gì? 5.000, đúng không? Rất là đơn giản đúng không các em? Đó, cái này thì các em có thể dừng video các em làm, sau đó so sánh kết quả với thầy nhé. Rồi, 4.000 cộng với 1.000, vậy thì đây hàng nghìn là 4, hàng nghìn 1. 4.000 cộng với 1.000 cũng sẽ là 5 gì? 5.000, được chưa? Rồi, 5.000 cộng với 2.000, vậy thì sẽ là 5 cộng 2, đúng không? Sẽ là mấy? 7.000, được chưa? Rồi, 6.000 cộng với 4.000, vậy thì 6 cộng 4 sẽ là mấy các em? 10. Như vậy sẽ là mấy? 10.000. Được chưa nào? Rồi, xong nhá. Sang bên này. 2.000 cộng với 300. Đấy, các em thấy này. Nghìn nè. Trăm nè. Vậy chúng ta chỉ cần nhẩm gì? 2.000 với lại 300. Tức là 2 nè. 0 nè cộng với 3 thì sẽ bằng 3. Vậy thì sẽ là mấy? 2.000 300. Được chưa các em? 4.000 cộng với 100 thì sẽ là 4.100. Được chưa? 5.000 cộng 200 sẽ là 5.200 gì? 200. Được chưa? 6.000 cộng 400 thì sẽ là 6.400 gì? 400. Đó. Rồi, các em so sánh đối chiếu kết quả của thầy với lại kết quả của các em. Nếu mà có em nào mà khác một chút thì chúng ta kiểm tra lại, có thể là mình bị nhầm sai gì đó ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài số 2. Năm 2016 thì dân số này, 2016 này, thì dân số của cái xã tên là xã Thắng Lợi, được chưa? Sẽ là bao nhiêu? 8.092 người. Đó, thầy chỉ viết như này thôi nhé. Rồi đến năm 2017 này, thì dân số của xã lại tăng lên. À, tức là gì? Dân số của xã tăng lên tức là sẽ là 8.092 là của năm bao nhiêu? 2016 cộng với số tăng đây là bao nhiêu? 158 người. Được chưa? Rồi, đến năm 2018 này, thì dân số của cái xã này lại tăng thêm bao nhiêu? 213 người so với năm 2017. À, vậy thì giờ mình sẽ tính được cái năm này nè. Nó bằng bao nhiêu? Thì mình sẽ cộng thêm cái số tăng nữa là bao nhiêu? 200 bao nhiêu? 13. Vậy thì người ta hỏi cái dân số của cái năm 2018 này là bao nhiêu này? Vậy thì dựa vào đây thì chúng ta sẽ có mấy lời giải các em. À, đây sẽ là lời giải thứ nhất này. Ta tính xem năm 2017 là bao nhiêu thì chúng ta sẽ tính được năm 2018, đúng không? Rồi, vậy thì mình sẽ trả lời. Lời giải thứ nhất là gì? Năm 2017, đúng không? Năm 2017 nè, dân số xã tên là gì? Thắng Lợi, đúng không? Xã Thắng Lợi sẽ là, các em sẽ lấy dân số của năm 2016, 8092, các em cộng thêm bao nhiêu?
cộng thêm 158 người nữa, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta có thể cộng nhẩm ở đây hoặc đặt phép tính được này. 2 cộng với 8 thì bằng mấy? Bằng 10, biết 0 nhớ 1 nè. Được chưa? 9 này nhớ 1 là 10 nè. Vậy thì 0 cộng với 5 thì bằng 5, lại viết 5 nhớ mấy? Nhớ 1 nè. Được chưa? 0 này nhớ 1 là 1. Vậy thì 1 cộng 1 sẽ là 2. Được chưa? Và đây sẽ là mấy? 8. Như vậy sẽ là 8.200. Năm mấy? 50 người. Đúng không? Đó. Em nào không cộng nhẩm được theo hàng ngang này, chúng ta đặt phép tính như thế này nhé. Đó, và nhớ thì tí nữa chúng ta sẽ không cộng theo hàng dọc này nữa, bởi vì bây giờ chúng ta phải tập cộng nhẩm nha. Được chưa? Biết 5 nhớ 1 này. Được chưa? Đấy, vậy thì bằng 8250, đúng chưa nào? Chính xác nha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta đã có dân số này rồi thì sẽ tính được năm bao nhiêu? 2018 thôi. Dễ như ăn kẹo, đúng không? 5, 2, 0, 1, 8 thì dân số xã Thắng, dân số xã Thắng Lợi sẽ là, ta sẽ lấy dân số xã Thắng Lợi năm 2017 là 8250, các em cộng thêm số tăng thêm là bao nhiêu? 213, đúng không nào? 213 này. Đấy, chúng ta cộng nhẩm theo hàng ngang cũng được nha. Còn không, ta đặt phép tính như bên này. 0 cộng 3 thì bằng mấy? Bằng 3 này. 5 cộng với 1 thì bằng 6 này. 2 cộng với 2 thì bằng 4 này. 8 hạ 8, như vậy sẽ là 8460 mấy? 63 người. Được chưa? Và kem ghi đáp số. Như vậy thì năm 2018 dân số xã Thắng Lợi sẽ là 8460 mấy? 63 người. Được chưa? Rồi, sang bài số 3 nhé. Bài số 3 thì yêu cầu mình đặt phép tính rồi chúng ta tính. Như vậy chúng ta có 4 phép tính trừ, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ tiến hành phép tính thứ nhất này. 9 3 8 0 nè. Các em trừ cho 8 7 2 4, như vậy 4 chữ số đúng không? 8 7 nè, 2 4 nè. Đây chúng ta có 4 phép tính thì thầy sẽ kẻ luôn nhé. Đây, kẻ luôn 4 phép tính. Các em dùng thước chúng ta kẻ cho thẳng. Em nào dùng tay mà kẻ nó không thẳng thì nhiều khi giáo viên lại bắt về cái lỗi trình bày, lại không được đẹp. Rồi, ta sẽ đến với phép trừ nè. 0 không trừ cho 4, phải lấy 10 trừ 4 thì bằng 6. Viết 6 nhớ mấy? Nhớ 1. Nhớ là trong phép trừ thì cái nhớ chúng ta lại nhớ vào số gì? Số trừ nè. 2 này nhớ 1 là 3 nè. Vậy thì 8 trừ đi 3 thì bằng mấy? Bằng 5. 3 không trừ cho 7, 13 trừ đi 7 thì bằng mấy? Bằng 6. Viết 6 nhớ 1. 8 này nhớ 1 là 9, vậy thì 9 trừ 9 bằng 0. Chúng ta không viết. Được chưa? Rồi, sang phép trừ thứ 2. 7, 2, 6, 1 nè. Các em trừ cho cũng 4 chữ số đúng không? 3, 4, 2, 9 nè. 1 không trừ cho 9, 11 trừ đi 9 thì bằng 2. Viết 2 nhớ 1 nè. 2 này nhớ 1 là 3, vậy thì 6 trừ 3 bằng 3. 2 không trừ cho 4, 12 trừ 4 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 3 nhớ 1 là 4, 7 trừ đi 4 thì lại bằng 3. Được chưa? Rồi, phép trừ thứ 3. 6 7 1 5. Các em trừ đi cũng 4 chữ số đúng không? 2 8 5 3. 5 trừ 3 thì bằng 2. Được chưa? 1 không trừ cho 5, 11 trừ đi 5 bằng 6. Viết 6 nhớ 1. 8 này nhớ 1 là 9. Vậy thì 17 trừ đi 9 thì lại bằng mấy? Bằng 8. Đúng không? 17 trừ 9 bằng 8. Viết 8 nhớ 1. 2 nhớ 1 là 3. Vậy thì 6 trừ 3 thì bằng 3. Được chưa? Được chưa nào? Rồi,
tiếp theo. 3, 4, 5, 6 nè. Trừ đi nè, các em thấy đây chỉ có mấy 3 chữ số chúng ta đặt từ hàng gì? Hàng trăm thôi nhá. 7, 1, 9 nè. Được chưa? Rồi các em tiến hành chúng ta trừ. Như vậy thì 6 không trừ cho 9 thì phải lấy mười mấy? 16 trừ đi 9 thì bằng mấy nhỉ? Bằng 7, viết 7 nhớ, nhớ 1. Đúng không? Rồi, 1 thì nhớ 1 là 2. Vậy thì 5 trừ 2 sẽ bằng 3. 4 không trừ được cho 7, phải lấy bao nhiêu? 14 trừ 7 thì bằng 7, viết 7 nhớ 1. 21 này trả 1 thì sẽ còn mấy? 2. Được chưa? Đấy, chúng ta kiểm tra lại xem nào. Có đúng chưa? Ta kiểm tra và rà soát lại nhé. Được chưa các em? À, như vậy chúng ta đã trừ xong nhá. Rồi, sang bài số 2. À, sang bài số 4. Theo cái niên giám thống kê thành phố Hà Nội năm 2015 này, thì cái phường tên là Hàng Trống. Hàng Trống này, thầy ghi chữ Hàng Trống nhá. Đó, chúng ta có Hà Nội thì có 36 phố phường đúng không? Các phố cổ đó. Bạn nào Hà Nội chúng ta điểm danh nha. 8, 8, 9, 7. Phường thứ hai là Hàng Đào. Đó, tên là phường Hàng Đào. Đó, em nào ở phố Hàng Đào hay là phường Hàng Đào thì điểm danh. Dân số lại là 5, 9, 8, 3. Và người ta hỏi phường Hàng Trống có số dân nhiều hơn phường Hàng Đào là bao nhiêu? Đó, vậy thì đây chỉ là một phép tính gì? Phép tính trừ thôi, đúng không? Quá đơn giản, đúng không nào? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ trả lời là gì? Số dân hay là phường Hàng Trống có số dân nhiều hơn phường Hàng Đào là? Cũng được nhá. Rồi, chúng ta sẽ theo đúng câu hỏi luôn nào. Phường Hàng Trống chưa? Có số dân nhiều hơn phường Hàng Đào, đúng rồi. Đấy, phường Hàng Đào là, được chưa? Thì các em sẽ lấy số dân của phường Hàng Trống 8, 8, 9, 7 nè. Các em trừ đi số dân của phường Hàng Đào nè. 5, 9, 8, 3. Đấy, chúng ta trừ đi bằng bao nhiêu? 7 trừ đi 3 thì bằng mấy? Bằng 4 nè. 9 trừ đi 8 thì còn mấy? Còn 1 nè. Được chưa? 8 không trừ được cho 9, phải lấy bao nhiêu? 18 trừ đi 9. 18 trừ 9 thì bằng mấy? Bằng 9, viết 9 nhớ 1. 5 này các em nhớ 1 là 6. Vậy thì 8 trừ 6 thì bằng 2. Như vậy sẽ nhiều hơn là 2.914 người. Được chưa? Đó. Và chúng ta ghi đáp gì? Đáp số 2.914 người. Được chưa? Rồi, bài số 5. Đây là bài tính nhẩm trừ các cái số, đúng không em? Vậy thì 3.000 trừ 2.000 thì em thấy hàng nghìn giảm đi 2 lần. Vậy thì là 3 trừ 2 sẽ còn mấy? Còn 1. 1 này là 1 gì? 1.000 nè. 4.000 trừ 1.000 thì sẽ còn 3.000. Quá đơn giản rồi, các em tự làm nhá. 5 trừ đi 3 thì sẽ bằng 2. Được chưa? 6 trừ đi 4 thì cũng sẽ là 2. Được chưa? Rồi, sang bên này. 3.300 trừ 300 nè. Các em thấy nè, hàng nghìn đây là 3 này, hàng trăm đây là 3 này. 300 mà trừ đi mất 300 thì chỉ còn mấy? Chỉ còn lại 3.000 thôi, đúng không? Đấy. 4.500 trừ 100 này, tức là 500 các em trừ đi 100 thì còn mấy trăm? 400. Vậy thì sẽ là 4.400 gì? 400. 5.400 trừ đi 800 này, tức là các em sẽ lấy cái gì? Lấy cái gì? Lấy phần trăm ở đây là 4 này, bên này là 8 này.
Vậy thì em thấy là 4 không trừ được cho 8, phải lấy 14 trừ đi 8 thì sẽ còn mấy trăm? 600. 600 thì chúng ta mượn ở bên này 1 thì chúng ta phải trả đi. Đi 1 thì 5 trừ đi 1 thì sẽ còn là mấy? 4.600. Hiểu chưa? Đấy. Cái này, chỗ này các em nhầm có hiểu không nhỉ? Được chưa nào? Rồi. 6.000 trừ đi 400 này. 6.000 mà mất đi 400 thì sẽ còn mấy? Tức là cái số 0 này này trừ đi 4 này thì sẽ còn mấy nhỉ? 6 đúng không? 600. Và số 6 này các em mượn 100 ở bên này thì phải trả đi. Vậy thì nó sẽ còn mấy? 5.000 gì? 600. Hiểu chưa? Đấy. Xong nhá. Rồi chúng ta đến bài số 6 này. Bài số 6 là chúng ta sẽ tìm hiểu về tháng và năm này. Hãy kể tên các tháng trong một năm. À như vậy thì trong một năm thì chúng ta biết là một năm thì có bao nhiêu tháng nhỉ? À 12 tháng đúng không? Và chúng ta kể tên này. Tháng 1 này. Được chưa? Đấy, tên thì chúng ta phải viết bằng chữ hết nhá. Rồi, tháng 2. Được chưa? Rồi, các em ghi tháng 3. Tháng 3 rồi đến tháng gì? Tháng 4 hay là tháng 4 cũng được nhá. Đấy, tháng 3 rồi đến tháng 4. Tháng 4 rồi đến tháng gì? Tháng 5. Được chưa? Rồi, tháng 5 sẽ đến tháng gì? Tháng 6 nè. Tháng 6 sẽ đến tháng mấy các em? À, như vậy sẽ đến tháng 7 nha. Rồi, các em có thể tự viết được rồi. Không cần phải chờ thầy đúng không? Tháng 7. Tháng 7 sẽ đến tháng mấy các em? À, sẽ đến tháng 8. Rồi, tháng 8 đến tháng 9 nè. Được chưa? Tháng 9 sẽ đến tháng 10. Đó, các em viết cố gắng làm sao cho nó đủ nha. Rồi, tháng 10 sẽ đến tháng mấy? Tháng 10. 11 nè. Được chưa? Tháng 11 sẽ đến tháng bao nhiêu? Tháng 10. 12. Xong. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến câu B này. Điền số ngày trong từng tháng. À như vậy chúng ta biết tháng 1 nó có bao nhiêu ngày nhỉ? Tháng 1 thì sẽ có, các em có thể xem lại cái video trong cái phần sách giáo khoa mà thầy đã đếm ở trên mấy 10 cái khuỷu tay của chúng ta này này. Đấy. Vậy thì chúng ta chỉ cần nhớ này, những cái tháng có 31 ngày này sẽ là tháng 1 này. Được chưa? Tháng 2 thì chúng ta nhớ nếu mà năm mà nhuần á, thì sẽ là 29 ngày. Mà năm bình thường thì sẽ là 28 ngày. Đúng không? Do vậy cái tháng 2 này là tháng đặc biệt nhé. Chúng ta có thể ghi ở đây là 28 đối với năm bình thường. Và chúng ta có thể ghi nhỏ ở dưới đây này là 29. Và nếu giáo viên hỏi vì sao lại có số 29 ở đây, trả lời ngay dạ thưa thầy, tại vì năm này là năm nhuần, 4 năm có một lần ạ. Đấy thì giáo viên sẽ trầm trồ khen ngộ em ngay, đúng không? Rồi, tháng 3 có bao nhiêu ngày các em? À, sẽ là 30 mấy, 31 nè. Tháng 4 là 30, đúng không? Vậy thì tháng 5 sẽ là 31. Tháng 6 lại là 30. Tháng 7, 3 mấy, 31 nè. Nhưng mà nhớ tháng 8 lại không theo quy luật là 30 nha. Tháng 8 lại là bao nhiêu? 31 ngày nha. Đấy, nhớ cái chỗ này nhá. Đánh dấu cái này nè. Rồi, tháng 9. Đến đây lại đảo nhau nè. Tháng 9 lại là 3 mấy? 30 ngày nè. Đó. Tháng 10 lại là bao nhiêu? 31. Tháng 11 là 30. Và tháng 12 là bao nhiêu? 31 ngày. Đấy, nhớ cái này nhá. Đó. Rồi, sang bài tiếp theo là bài số 7 ở phần kết nối này. Các em có những cái bài toán như sau này.
1, 2, 3, 4 bài toán này. Đấy. Tìm x này. X cộng với 4, 6, 7, 1 thì bằng này. Vậy thì là số hạng này. Số hạng này. Tổng này. Vậy thì x đây là một số hạng. Đúng không? Thì chúng ta sẽ bằng cái gì? Bằng tổng của nó. 6, 5, 4, 3. Trừ đi cái số hạng còn lại. Tức là trừ cho mấy? 4, 6, 7, 1. Như vậy các em có thể đặt phép tính các em trừ, hoặc là các em có thể trừ trực tiếp. 3 trừ đi 1 thì còn mấy các em? Còn 2 nè. Được chưa? 4 không trừ cho 7, 14 trừ đi 7 thì bằng mấy? Bằng 7 nè. Viết 7 nhớ 1 nè. Đấy, nhớ sang đây nhá. 6 này nhớ 1 là 7. Vậy thì 5 không trừ cho 7, 15 trừ đi 7 thì bằng mấy? Bằng 8. Viết 8 nhớ, nhớ 1. 4 lại nhớ 1 là 5. Vậy thì 6 trừ đi 5 thì còn mấy? Còn 1. Đấy, được chưa? Rồi, tương tự như vậy, đây cũng là số hạng cộng số hạng bằng tổng. Như vậy thì x đây là một số hạng, đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ lấy gì? Lấy tổng 7, 1, 8, 9. Trừ đi số hạng đã biết, tức là trừ cho 6, 2, 8, 9. Được chưa? Đó, các em có thể trừ trực tiếp nhẩm ở trên. 9 trừ 9 thì bằng mấy? Bằng 0 nè. 8 trừ đi 8 thì bằng mấy? Bằng 0 nè. Được chưa? 1 không trừ để cho 2. Phải lấy 11 trừ đi 2 thì bằng mấy? Bằng 9. Viết 9 nhớ 1. 6 nhớ 1 là 7. Vậy thì 7 trừ 7 bằng 0. Như vậy đây chúng ta sẽ bằng nhiều? 900. Được chưa? Rồi. Sang câu tiếp theo nè. Số bị trừ nè. Nhớ trong phép trừ nè. Số bị trừ. X lại là số trừ và đây là hiệu, đúng không? Vậy thì muốn tìm số gì? Số trừ x nè. Đấy, chúng ta lại lấy số gì? Số bị trừ nè là 9, 5, 0, 1. Trừ đi cái gì? Trừ đi hiệu của nó nè. 3, 9, 1, 0. Được chưa? Hãy nhớ mấy cái công thức này nha. Rồi, 1 trừ đi 0 thì bằng 1 nè. 0 trừ đi 1, tức là 10 trừ đi 1 thì bằng 9. Viết 9 nhớ, nhớ 1. 9 này nhớ 1 là 10. 5 trừ đi 10, tức là 5 trừ đi 0 thì bằng 5. Lại viết 5 nhớ gì? Nhớ 1, được chưa? Rồi, 3 này nhớ 1 là 4. Vậy thì 9 trừ đi 4 sẽ bằng 5. Được chưa? Đấy, các em có thể cộng ngược lên. 1 nè, 9, 1 là 10 với 0 nó 1 nè. Được chưa? Kiểm tra lại nhá. Đây, các em có thể bằng cách nè. Lấy 5, 5, 9, 1 nè. Chúng ta cộng với 3, 9, 1, 0. Xem nó có ra 9, 5, 0, 1 không. 3, 3, 9, 1, 0 cộng với 5, 5, 9, 1 nè. Được chưa? 1 nè. 91 là 10, 0 nhớ 1. 95 10 mấy, 14, 14 nhớ 1, 15 viết 5 nhớ 1. 5 với 4 là 9. Đúng chưa nào? Đấy, chính xác nhé. Rồi, tương tự như vậy ở đây cũng là số bị trừ. Số trừ hiệu nè. Vậy thì giờ muốn tìm số bị trừ thì các em lại lấy cái gì? Lấy hiệu của nó là 3, 1, 2, 4 nè. Cộng với cái gì? Cộng với số trừ là 1, 7, 9, 9. Đó, các em cộng vào. 4 cộng 9 bằng bao nhiêu? 13. Viết 3 nhớ, nhớ 1. Được chưa? 9 này nhớ 1 là 10. 2 cộng với 10, tức là 2 cộng 0 là 2. Lại viết 2 nhớ, nhớ 1. 7 này nhớ 1 là 8. Vậy thì 1 cộng với 8 là 9 nè. 3 cộng 1 là 4. Kết quả là 4, 9, 2, 3. Được chưa? Xong nhá. Rồi, bài tiếp theo. Bài số 8 nè. Bài số 8 nhá. Hàng năm, trường của bạn Đức
Đó, bạn nào tên Đức thì để lại bình luận nha. Tổ chức thu gom giấy phế liệu năm học trước, tức là năm học trước đi. Đây thầy sẽ ghi là năm trước này. Được chưa? Toàn trường thu được là 3912 kg giấy. Năm học này, đó tức là năm này. Là năm nay đấy. Toàn trường lại thu được hơn năm trước, tức là chúng ta sẽ lấy là 3912 cộng thêm cái số hơn này. Là mấy? 1072, đúng không? Đấy. Hỏi trong cả 2 năm học. Vậy thì giờ ta hỏi là năm trước này cộng với năm này, tức là năm nay, là bao nhiêu kg? Vậy chúng ta có mấy lời giải nhỉ? À, như vậy sẽ có mấy? 2 lời giải ở đây các em nhé. Tính năm này và tính tổng, đúng không? Họ lại chờ mình có 2 dòng. Như vậy thì chúng ta có thể làm gộp. Nếu mà làm phép tính gộp thì các em sẽ tính nè, là 3912 nè cộng với nè, mở ngoặc ra là 3912 cộng với bao nhiêu? 1072. Đấy, tất cả được bao nhiêu? Nếu mà các em làm gộp một phép tính thì chúng ta sẽ làm theo cái này nhá. Đấy, tuy nhiên thì thầy sẽ làm ở đây là 2 phép tính. Đừng em nào lại bảo thầy tính sai cái gì nhá. Rồi, vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ tính nè. Năm học này. Năm học này nè. Thu được. Rồi, thầy viết sai rồi nhá. Thu. Tại chữ được này viết thành được thược luôn. Thu được số kg giấy là, được chưa? Số kg giấy sẽ là, được chưa? Các em sẽ lấy cái gì? Lấy số kg của năm học trước này, 3912 này, các em cộng với số mà thu được nhiều hơn này, là mấy? 1072. Được chưa? Đấy, chúng ta cộng vào. 2 cộng với 2 thì bằng mấy? Bằng 4 nè. Được chưa? 1 cộng với 7 là 8 nè. 9 cộng với 0 là 9 nè. 3 cộng 1 là 4 nè. Đấy, như vậy thì năm học này sẽ thu được là 4.984 kg. Vậy thì có năm này và năm trước rồi thì chúng ta có tính được là gì? Cả 2 năm chưa? Thì cả 2 năm học. Được chưa? Cả 2 năm học thu được số kg giấy là, được chưa? Chúng ta sẽ lấy năm học trước 3912 cộng với năm học này chúng ta vừa tính xong là mấy? 4984. Được chưa? Rồi các em cộng, 2 cộng với 4 thì bằng 6 nè. 1 cộng với 8 thì bằng 9 nè. 9 cộng với 9 thì bằng bao nhiêu? 18, viết 8 nhớ 1. 4 nhớ 1 là 5, vậy thì 3 cộng 5 là 8. Như vậy sẽ là 8.896 kilo gì? Kg. Đó, và các em ghi đáp số cho thầy nhá. Đấy, đây chúng ta làm 2 lời giải nên viết chữ nó hơi nhỏ. Còn em nào làm 1 lời giải chúng ta chỉ 1 phép tính này thôi. Được chưa? 8.896 kg giấy. Được chưa? Xong nhá. Rồi, đến bài số 9. Lúc đầu trong bể có, tức là trong bể lúc đầu là tổng của nó là có mấy? 9.000 lít, đúng không? Lít nước. Buổi sáng nè. Buổi sáng thì người ta xả đi là mấy? 1.800 lít.
ra khỏi bể buổi chiều thì lại xả tiếp nè. Chiều nè, xả tiếp là mấy? 2.500 lít. Hỏi buổi tối bể còn bao nhiêu? Tức là hỏi buổi tối là còn bao nhiêu, tức là thực ra đây là gì? Tính số là còn lại ở trong bể, đúng không? Đó, vậy thì cái này chúng ta cũng sẽ làm mấy lời giải? 2 lời giải, đúng không? À, như vậy ở đây họ cũng chỉ lại cho mấy? 3 dòng. Vậy thì nếu em nào làm 1 lời giải nè, tức là số lít nước buổi tối còn lại là, thì các em sẽ lấy là gì? 9.000 nè, trừ đi cái gì? Số lít nước buổi sáng nè, 1.800 nè, cộng với số lít nước buổi chiều là 2.500. Đấy, thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Nếu em nào làm 1 lời giải thì chúng ta chỉ làm 1 lời giải như thế này nhá. Được chưa? 1 phép tính này thôi. Đấy, còn thầy ở đây sẽ hướng dẫn chúng ta là làm 2 lời giải. Được chưa? Cũng giống như bài trên nha. Đấy thì 2 lời giải. Lời giải đầu tiên là thầy sẽ tính là sáng và chiều nè. Đó, cộng vào xem là xả hết bao nhiêu. Được chưa? Rồi, thầy sẽ trả lời là số lít nước buổi sáng và buổi gì? Buổi chiều người ta làm gì nhỉ? Xả ra khỏi cái bể sẽ là, đó, các em sẽ lấy là gì? Buổi sáng là mấy? 1.800, đúng chưa? Cộng với buổi chiều là bao nhiêu? 2.500 này, được chưa? Đấy, thực ra chúng ta tính cái là cái trong ngoặc đây này của phép tính mà gộp nhá, được chưa? Thì sẽ bằng, các em cộng đi, 0 cộng 0 là 0 nè, 0 cộng với 0 là 0 nè, 8 cộng 5 là 13, viết 3 nhớ 1. 2 để nhớ 1 là 3. Vậy thì 1 cộng với 3 là 4. Là bao nhiêu? Tổng cộng sẽ là 4.300 lít. Như vậy, buổi sáng và buổi chiều là người ta xả mất bao nhiêu? 4.300 lít. Vậy thì bây giờ cái bể này có tổng là 9.000. Sáng và chiều hết bằng này rồi thì chúng ta sẽ tính được số lít nước còn lại, hay là gì? Số lít nước buổi tối, đúng không? Số lít nước buổi tối, được chưa? Còn lại là, được chưa nào? Đấy, sẽ là bao nhiêu các em? Lúc đầu là 9.000 nè, trừ đi 4.300, được chưa? Sẽ bằng bao nhiêu? 0 trừ 0 bằng 0 nè, 0 trừ đi 0 bằng 0 nè, được chưa? 0 trừ đi 3 tức là 10 trừ đi 3 thì còn mấy? Còn 7, viết 7 nhớ 1, 4 nhớ 1 là 5. Như vậy thì 9 trừ đi 5 bằng 4, như vậy sẽ còn mấy? 4.700 lít. Đấy, em nào làm gộp thì chúng ta cũng sẽ tính ra kết quả này, được chưa? Và các em ghi cho thầy đáp gì? Đáp số như vậy buổi tối hay là số còn lại sẽ là 4.700 lít nước. Xong. Rồi, sang bài số 10. Tuần trước, một cái cơ sở sản xuất Bim Bim khoai tây, đó, tức là em nào hay ăn những cái bánh Bim Bim đúng không? Nhập về 3.200 kg. Tức là người ta nhập tổng là 3.200 kg. Người ta đã sử dụng 800 khoai tây làm Bim Bim. Tức là gì? Sử dụng bao nhiêu? 800 trong tổng số của cái gì? 3.200 này. Hỏi còn lại bao nhiêu kg khoai tây chưa sử dụng?
À, như vậy thì đây chỉ một phép tính trừ thôi đúng không? Các em sẽ lấy 3.200 trừ cho bao nhiêu? Trừ 800. Đấy, nhẩm ra ngay đúng không? Đúng không? Rồi, vậy chúng ta sẽ trả lời được ngay là gì? Số kg. Số kg gì các em? Khoai tây chưa được sử dụng là, được chưa? Chưa được sử dụng là, đúng không nào? Các em sẽ lấy tổng số nhập về là mấy? 3.200 này trừ bao nhiêu? 800. Đấy, chúng ta có thể tính nhẩm được ngay. Tức là chúng ta sẽ lấy 2 trừ đi 8 đúng không? Đúng là, đấy, 0 trừ 0 này. 2 không trừ cho 8, 12 trừ đi 8 bằng 4 nè. Viết 4 nhân 1 này. 3 này, các em trả 1 thì sẽ còn mấy? 2. Như vậy sẽ còn lấy 2.400 kg. Và các em ghi cho thầy đáp gì? Đáp số. Như vậy còn là 2.400 kg. Được chưa? Rồi. Bài số 11 nhé. Em hãy xem tờ lịch tháng 3, tháng 4, tháng 5 của năm nay. À, như vậy thì cái này thì tùy vào cái thời điểm các em coi cái clip này của thầy. Như vậy thì chúng ta coi năm nay nè. Năm nay nha. Thì thầy sẽ lấy cái năm nay nè. Tại thời điểm thầy làm cái clip này là năm 2021 nè. Được chưa? Đó, có thể sang năm các em là coi 2022, 23 thì các em tiếp cận được clip này. Thì chúng ta sẽ thấy nè, ta chỉ xem là tháng 3 này, tháng 4 này, tháng 5 này. Ngày đầu tiên của mỗi tháng là thứ mấy. Rồi, vậy thì ở đây thì thầy sẽ không dùng cái nguyên một cái tờ lịch rất là lớn. Không có, đúng không? Sẽ khó khăn cho các em. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xem trên một cái tiện ích lịch của thầy ở trong trong điện thoại nhá. Thầy sẽ sử dụng cái điện thoại của thầy, điện thoại cùi bắp thôi chứ không có gì. Rồi, đây chúng ta đang hiện tại đang là ở tháng mấy đây. Rồi, để thầy quay nó lại coi lịch hiện tại nhá. Nó đang bị lỗi các em ạ, máy cùi bắp quá nên nó chạy rất là chậm. Để thầy chỉnh nó lại coi. Rồi, như vậy thì người ta yêu cầu mình coi là tháng 3 đúng không các em? Đây chúng ta sẽ tìm là tháng 3, tháng 4, tháng 5 nè. Ngày đầu tiên của mỗi tháng là thứ mấy nè. Rồi các em thấy tháng 3 của 2021 của mình đây. Thì ngày đầu tiên là ngày mùng 1 tháng 3. Các em nhớ là ngày đầu tiên phải lấy là ngày mùng 1 nha. Mùng 1 tháng 3 là thứ mấy đây? À, như vậy là thứ 2 nè. Vậy thì các em sẽ ghi tháng 3 này. Tháng 3. Đó, các em hai chấm cho thầy là ngày thứ gì? Thứ 2. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sang xem là tháng 4 hay là tháng 4. Đây, sang tháng 4 này. Đấy, ngày mùng 1 tháng 4 này. Nó lại vơ vào ngày thứ mấy đây? Thứ 5 này. Đó. Rồi cái này thì các em có thể tự làm, không cần phải gì theo thầy đúng không? Bởi vì mỗi năm thì chúng ta sẽ khác. Đây sẽ là thứ 5 nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang tháng 5. Tháng 5 lại rơi vào ngày thứ mấy nào? Đó. À, tháng 5 này, ngày mùng 1 tháng 5 lại rơi vào ngày thứ gì? Thứ 7 nè. Đấy, thứ 7 nha. Được chưa? Xong câu A này. Rồi câu B này. Thứ hai cuối cùng của mỗi tháng là ngày nào? À, vậy thì chúng ta cũng sẽ tìm xem nào. Ở tháng 3 này sẽ là rơi vào ngày nha. Người ta hỏi ngày chứ không hỏi thứ nữa. Rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái này luôn, tháng 4 nè. Rồi, xem mình tìm xem ngày nào nha. Rồi, tháng 5 nè. Ta đăng lịch ở tháng mấy? Tháng 5 đúng không? Rồi người ta hỏi thứ hai cuối cùng
Vậy các em nhìn thứ hai này của tháng 5 này, rơi đúng vào ngày bao nhiêu đây? Ngày 31 tháng 5 đúng không nào? Đấy, vậy thì mình sẽ ghi đây là ngày 31 này. Được chưa? Rồi bây giờ mình lại quay ngược lại. Thứ hai này, các em nhìn cái cột thứ hai của tháng 4, thứ hai cuối cùng lại rơi vào ngày nào? Bao nhiêu đây? 26. Được chưa? Đây lại rơi vào ngày 26 nhá. Rồi tháng 3 này, thứ hai cuối cùng lại là ngày bao nhiêu? 29 nè. Được chưa? Đó. Rồi. Mỗi tháng có mấy ngày thứ bảy, mấy ngày chủ nhật, đó là những ngày nào? À vậy thì họ cho mình hai dòng này, thì mình sẽ gạch ngang ra đi. Ngày thứ bảy nè. Ngày thứ bảy nè. Rồi, mình sẽ hai chấm nè. Đầu tiên mình sẽ tìm tháng 3 nè. Được chưa? Rồi, đang ở tháng 3 ngày thứ bảy đúng không? Có mấy ngày thứ bảy? Các em nhìn tháng 3 là ngày thứ bảy nè. Có 1, 2, 3, 4 ngày thứ bảy đúng không? Đó, vậy thì chúng ta ghi tháng 3 có 4 ngày nè. Được chưa? Rồi, sang tháng 4. Ta xem có mấy ngày nè. Tháng 4 nè, thứ bảy nè, có 1, 2, 3, 4. Như vậy tháng 4 cũng có 4 gì? 4 ngày nhá. Rồi, và sang tháng gì? Tháng 5. Tháng 5 nè. Ngày thứ bảy nè. 1, 2, 3, 4, 5. À như vậy, tháng 5 lại có tới là gì? 5 ngày thứ bảy. Đó, nhiều hơn đúng không? Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tìm cái cột gì? Ngày gì? Ngày chủ nhật nè. Người ta hỏi mình có mấy ngày thứ bảy, mấy ngày chủ nhật đúng không? Đó, vậy thì mình cũng làm tương tự như vậy. Tháng 3 xem có mấy ngày nè. Rồi, đây là tháng 4 nè. Đúng không? Rồi, mình xem bao nhiêu ngày. Và tháng 5 nè. Đó, cái này các em có thể dừng, các em làm và tùy theo năm nha. Rồi tháng 5 ta thấy ngày chủ nhật này có 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy tháng này là có 5 ngày chủ nhật. Được chưa? Rồi tháng 4 có mấy? Ngày chủ nhật đây, 1, 2, 3, 4 ngày. Đúng không? 4 ngày. Tháng 3 này có mấy các em? 1, 2, 3, 4 ngày. Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái bài này nhé. Xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo là cái phần vận dụng nè. Dưới đây là khoảng cách từ Hà Nội đến một số tỉnh, thành phố theo tuyến đường quốc lộ 1A. À, người ta cho Hà Nội đến Vinh 331, Hà Nội đến Đồng Hới, Hà Nội đến Ninh Bình. Tức là người ta cho ba cái đoạn từ Hà Nội đi các cái hướng đúng không? Câu A này, khoảng cách từ Hà Nội đến tỉnh, thành phố nào gần nhất, xa nhất? À, vậy thì chúng ta sẽ thấy gần nhất này là Hà Nội đi đâu? Thực ra chúng ta so sánh ba cái số này thôi đúng không? Gần nhất anh nào? Hàng chục thôi đây này, 93 đúng không? Vậy chúng ta sẽ ghi nè, Hà Nội đến đâu? Đến đâu là gần nhất nhỉ? 93 km. Hà Nội đến Ninh Bình là gì? Gần nhất. Được chưa? Người ta không hỏi bao nhiêu đúng không? Mình chỉ cần trả lời là gần nhất thôi đúng không? Là gần nhất nè. Rồi, từ đâu đến đâu là xa nhất nè? Từ Hà Nội đến đâu là xa nhất? À, như vậy từ Hà Nội đến đâu? 491 nè. Đến Đồng Hới nhá. Đồng Hới của ai? Của Quảng Bình đúng không? Hay Quảng Trị nhỉ? À, như vậy thì đến Đồng Hới của Quảng Bình là bao nhiêu? 491 sẽ là xa gì? Xa nhất nhá. Được chưa? Đấy, chứ người ta không hỏi là bao nhiêu km thì mình cũng trả lời theo. Rồi, câu B. Nếu từ Hà Nội đến Đồng Hới thì sẽ qua Ninh Bình, qua Vinh. À, như vậy thì các em thấy nè,
cái điểm xuất phát là Hà Nội nè. Đúng chưa? Đây điểm này đi. Được chưa? Sẽ đi qua Ninh Bình này, qua Vinh này. Tức là Hà Nội sẽ đi qua Ninh Bình nè. Đây là Ninh Bình đúng không? Đấy. Rồi từ Ninh Bình này nè sẽ qua đến Vinh nè. Đúng không? Vinh là của ai nhỉ? Của Nghệ An đúng không các em? Rồi. Và sẽ đến gì? Đến Đồng Hới nè. Đúng chưa? Đấy. Vậy thì các em nhìn thấy ở đây, tính khoảng cách giữa Ninh Bình đến Vinh. Đây, người ta hỏi cái khoảng cách này nè, là bao nhiêu nè. Vậy thì giờ muốn biết được cái này thì mình có hai cái dữ kiện rồi. Mình biết được từ Hà Nội đến Vinh nè. Đấy, từ Hà Nội đến Vinh này nè. Người ta cho mình bao nhiêu? 331. Đúng không? Rồi từ Hà Nội đến Ninh Bình đây nè, người ta đã cho mình là bao nhiêu? 93. Vậy thì giờ muốn biết từ Ninh Bình đến Vinh thì mình chỉ cần lấy gì? Khoảng cách từ Hà Nội đến Vinh trừ từ Hà Nội đến gì? Ninh Bình. 331 kem trừ đi bao nhiêu? 93. Đúng không? Đó, vậy thì mình sẽ làm câu thứ nhất nè. Khoảng cách từ Hà Nội đến gì? Đến Vinh. À xin lỗi, từ Ninh Bình đến Vinh. Khoảng cách Ninh Bình. Đó, Ninh Bình là một trong những, bây giờ gọi là thành phố rồi các em đúng không? Có rất là nhiều những cái địa danh, nơi để chúng ta gì? Du lịch đó. Ninh Bình đến Vinh sẽ là, các em sẽ lấy khoảng cách từ Hà Nội đến Vinh là 331, các em trừ đi từ Hà Nội đến Ninh Bình, trừ cho 93. Rồi các em trừ 10 trừ 3, 11 trừ đi 3 thì bằng mấy? 8 đúng không? Được chưa? Viết 8 nhớ 1, 9 này nhớ 1 là 10. Vậy thì 13 trừ đi 10 thì bằng 3, viết 3 nhớ 1, 3 trả 1 thì còn 2. Như vậy sẽ bằng bao nhiêu? 238. 238 kilo gì? Kilomet. Được chưa? Rồi, xong nhá. Từ Vinh đến Đồng Hới nè. Vinh này đến Đồng Hới này, người ta hỏi lại bao nhiêu này. Vậy thì các em có từ Hà Nội đến Vinh rồi là bao nhiêu? 331. Giờ từ Hà Nội đến gì? Đến Đồng Hới chúng ta có bao nhiêu? 491. Vậy thì chúng ta chỉ cần lấy gì? 491 trừ 331 thôi đúng không? Đấy là xong. Quá dễ. Chúng ta sẽ trả lời khoảng cách gì? Từ Vinh đến gì? Đồng Hới là 491 trừ 331. Được chưa? 1 trừ đi 1 thì bằng 0 này. 9 trừ đi 3 thì bằng mấy? 6 này. 4 trừ đi 3 bằng 1. Như vậy sẽ là bao nhiêu? 160 km. Đấy, xong nhá. Quá đơn giản đúng không các em? Rồi, sang bài số 13. Hình bên là tờ lịch tháng 2. Tháng 2 năm 2018. Đây cái hình này nè các em. Đó. Rồi, người ta hỏi nè, những ngày được đánh dấu màu là những cái ngày sẫm sẫm đấy nè. Trên lịch là những ngày được nghỉ và nghỉ bù Tết Nguyên Đán năm 2018. Vậy thì những ngày nghỉ đó là thứ mấy, ngày nào? Rồi, vậy thì chúng ta chỉ nhìn vào đây. Cột này nè các em. Ngày 14 này sẽ là thứ mấy? Thứ tư nè. Đấy. Được chưa? Người ta hỏi là thứ mấy nè. Vậy chúng ta sẽ trả lời nè. Thứ tư nè. Thứ tư chúng ta có mấy? Có một ngày 14 này thôi đúng không? Thứ tư. Ngày bao nhiêu? Ngày 14 nè. Được chưa? Tiếp đến lại là thứ mấy? Thứ năm là ngày bao nhiêu?
ngày 15 này. Đó, các em cứ thế các em ghi vào thôi. Thứ 5 ngày 15. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có thứ 6 ngày bao nhiêu đây? Ngày 16. Được chưa? Rồi, thứ 7 ngày 17, đúng nào. Rồi, chủ nhật nè, lại là ngày bao nhiêu? Ngày 18 nè. Chủ nhật là ngày bao nhiêu? Ngày 18 nha. Rồi, tiếp theo thứ 2 lại là ngày bao nhiêu? Ngày 19 nè. Thứ 2 là ngày bao nhiêu? Ngày 19. Và thứ 3 lại là ngày bao nhiêu? Ngày 20. Được chưa? Đấy, rất là đơn giản đúng không các em? Xong nhá. Rồi người ta hỏi nè, ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là thứ mấy? Ai các em nhìn xem ở đây, ngày 27 đâu? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 nè. 27 nè, nó rơi vào thứ mấy đây các em? Gióng thẳng lên. À, như vậy nó sẽ rơi vào đúng ngày thứ gì? Thứ 3. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời ngày thầy thuốc, đúng không? Ngày thầy thuốc hay là ngày y bác sĩ đó các em. À, những người làm bên ngành y đấy. Việt Nam 27 nè, tháng nè, 2 nè, là thứ mấy? Là thứ 3. Được chưa? Xong. Tháng 12 năm 2018 có bao nhiêu ngày? Hãy các em nhìn thấy đây. Có bao nhiêu? À, như vậy. Có bao nhiêu? Có 28 ngày. Hãy các em ghi tháng 2 năm 2018 có 28 ngày. Được chưa? Đấy, dễ như ăn kẹo đúng không? Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong nhé. Và các em nhớ là đừng quên chia sẻ video và kênh của chúng mình cho các bạn đang học ở trong lớp, trong trường để nhiều bạn biết đến, để các bạn tham khảo và học tốt mỗi ngày các em nha. Rồi, tạm biệt các em.